lưu ý. Chúng ta có thể thừa nhận nó hoặc không thừa nhận nó mà đều có thể có tác dụng. Còn cái việc mà chúng ta kỳ vọng là nhà nước Việt Nam thay đổi, mong chờ họ thay đổi thì chắc chắn là không. Mà chúng ta chỉ có thông qua con đường đấu tranh trực diện, đấu tranh pháp lý đối với họ. Thứ nhất ý, thì thưa quý vị, đúng như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rồi chị Xuân Mai và rất nhiều các quý vị chức sắc cũng đều nhận ra là cái tính pháp lý của cái bản án là của Cao Đài là không có, bởi vì năm 1975 tạm gọi như vậy đi thì chính quyền Cộng sản Việt Nam thì đã thống nhất hai miền Nam Bắc, do đó họ đã có một cái cơ cấu quyền lực nhất định. Đương nhiên là nó sẽ phải có một cái hệ thống tòa án, nhưng mà ở đây thì cái bản án này không được ra bởi tòa án mà lại được ra bởi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của một cái tỉnh thôi. Do vậy thì cơ quan Mặt trận Tổ quốc thì nó là gì? Nó là tập hợp của các cái tiếng nói đoàn kết toàn dân, cái trò là như vậy. Thì nó không phải là một chức năng, nó không phải là một cơ quan một trong ba nhánh quyền lực, đó là nhánh tư pháp. Tư pháp đó là phải nói đến hệ thống tòa án, nên là khi mà đã hệ thống tòa án từ chối, đã có một hệ thống tòa án rồi nhưng mà hệ thống tòa án lại không đưa ra một bản án mà lại giao cho một cái người không có thẩm quyền phán xét một 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 vụ án, thì đương nhiên là nó sẽ không có tính pháp lý. Đấy là xét về tính chất pháp lý của bản án. Còn nếu như chúng ta cho rằng là bản án này nó mang tính chất lịch sử và nó vẫn có cái tính chất của giá trị lịch sử nhất định của nó, thì chúng ta cần phải đề cập tới một cái vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng. Đó là nội dung của bản án này thì chỉ tuyên phạt đối với một số người chức sắc trong hệ thống quản lý hành chính của đạo Cao Đài. Như vậy thì đương nhiên là cái bản án này là cả chúng ta và chính quyền Cộng sản Việt Nam đều không được phép gọi là bản án Cao Đài. Bởi vì nếu như quý vị mở bản án ra thì cũng thấy ngay dòng đầu tiên họ cũng đã viết đó là bản án dành cho những kẻ cầm đầu một giáo phái Cao Đài Tây Ninh. Thế nên là rõ ràng là chúng ta, những người đạo Cao Đài hiện nay, chúng ta không phải là đối tượng bị tác động bởi bản án này. Thậm chí là những cái dòng cuối cùng của bản án thì nó còn nói rằng là chính chúng ta là nạn nhân và chúng ta được luật pháp Việt Nam bảo vệ. Chính vì luật pháp Việt Nam bảo vệ thì cái tài sản cơ ngơi của chúng ta, ví dụ như các tòa thánh thất và đặc biệt là tòa thánh Tây Ninh, thì nó phải được trả lại cho chúng ta. Không thể có cái chuyện mà tài sản của một nạn nhân sau đó lại bàn giao sang cho một người không phải của nạn nhân, thì cái đó là cái nguyên tắc pháp lý mà luật pháp Việt Nam nó không cho phép, và luật pháp quốc tế cũng cũng tương tự như vậy. Thì qua cái buổi nói chuyện ngắn ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn đề cập dưới góc độ pháp lý đấy, là tôi nghĩ là chúng ta không nên kỳ vọng cái việc là đề nghị với nhà nước Việt Nam thay đổi, mà chính chúng ta phải dùng cái bản án đó như là một cái công cụ để lấy nó, quật lại nó, và chúng ta yêu cầu nhà nước Việt Nam phải phân tích tính pháp lý của cái bản án này. Khi mà họ cùng với chúng ta cùng ngồi xuống để phân tích cái bản về tính chất pháp lý của cái bản án này, thì đương nhiên là nó sẽ lộ mặt ra về những cái sai trái, về những cái thủ đoạn thâm độc mà như quý vị đã nói, đó là họ dùng các cái chính sách khác nhau để tiêu diệt đạo của mình. Thì trong xin cảm ơn cái hội nghị tự do về tôn giáo đặc biệt ngày hôm nay dành cho Cao Đài. Thì dưới góc độ của một chuyên gia luật thì tôi muốn đóng góp hai cái ý kiến như vậy, và rất là mong là quý vị hãy cùng với chúng tôi đọc lại bản án, và nếu như có cơ hội thì chúng tôi sẽ sẵn sàng cùng với quý vị để tiến hành cái cuộc đấu tranh pháp lý trường kỳ đối với nhà nước Việt Nam. Và tôi cũng biết rằng là qua cái phần phát biểu của hội nghị tham luận đoàn 1 đấy, thì tôi biết rằng là tất cả các quý vị ở nước ngoài, những cái vị quan chức quan tâm tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam thì chắc chắn là sẽ ủng hộ và đứng ở bên cạnh chúng ta. Tôi không cho rằng là chúng tôi cho rằng là chúng ta luôn luôn là có được bạn bè giúp đỡ, chúng ta không đơn độc trong cái cuộc chiến đối với nền nhà nước Cộng sản Việt Nam này. Dạ, xin cảm ơn quý vị. À, vâng, xin cảm ơn anh Trương Minh Tam. Theo cái nhận xét của anh Tam cũng như một số người khác thì có lẽ là chúng ta không nhất thiết phải nghĩ rằng hai cái giải pháp nó loại trừ nhau, phải không ạ? Tức một đằng đó là chúng ta không chấp nhận cái tính chính danh, chính đáng của cái bản án và nó không phù hợp với lại một cái thủ tục tư pháp, thành ra không thể gọi là bản án và lại càng không thể gọi đó là bản án Cao Đài. Nhưng mà trong thời gian đang vận động để mà xóa bỏ cái bản án thì không có gì mà ngăn cản chúng ta là những nếu là những tín đồ Cao Đài tiếp tục đấu tranh, bởi vì chính tín đồ Cao Đài là vô can trong cái bản án này, gọi nó là bản án hoặc không phải là bản án thì vẫn là vô can thôi, bởi vì cái tài liệu của
cái quyết định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở tại tỉnh Tây Ninh, nó chỉ áp dụng cho một số thiểu số những cá nhân thôi, mà như là sĩ tải Phùng Văn Phan đã chỉ ra, đây là những người đã quá cố rồi. Thì chúng ta, những người mà tín đồ mà đang còn sống, hoàn toàn không dính líu gì tới cái văn bản của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh, thì tại sao lại bị trừng phạt? Thành ra tôi nghĩ rằng hai việc cùng tiến hành song song được với nhau, không phải chờ làm xong việc này mới chuyển qua việc kia, nó không có loại trừ lẫn nhau. Thì đây tôi muốn lắng nghe thêm những ý kiến khác nữa của các tín đồ Cao Đài, hoặc là những người mà có những hiểu biết về chuyên môn, để đóng góp ý hay cho các tín đồ Cao Đài. Nên tôi xin mời. Vâng, xin mời ông Nguyễn Thanh Sơn lúc nãy giơ tay, là xin ông có thể đánh câu hỏi vào đây ạ, nếu mà có thể được ạ. Chúng tôi nhìn thấy một người khác, đó là bà Thủy Nguyễn, xin bà viết câu hỏi vào đây ạ. Thủy Nguyễn có phải là chị Thủy của ở bên Houston không? Dạ vâng ạ, xin nếu là chị Thủy, xin mời chị Thủy viết câu hỏi vào phần Q&A này để chúng tôi đọc lên, để tránh cái những câu hỏi đã được lặp đi lặp lại rồi, là xin mọi người viết câu hỏi vào đây. Theo chương trình thì trong khi chờ mọi người viết câu hỏi vào đây thì có cái sự việc trình bày ý kiến của ông Tiến Nguyễn, không biết ông có mặt tại phòng bây giờ hay không ạ. Hoặc là cũng có thể có cái sự chia sẻ của ông Dương Xuân Lương, là một người cũng đã đứng ra để mà làm cái vụ kiện để đòi lại các cơ sở cơ ngơi của đạo Cao Đài. Vâng, đây là câu câu hỏi của bà Thủy Nguyễn, là đề nghị giải pháp sửa sai từ Mặt trận Tổ quốc Tây Ninh. Chúng tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Tây Ninh, Ban Tôn giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Trung ương thấy sai phải sửa sai ngay bằng một văn bản chỉnh lý để thay thế văn bản nhầm lẫn cũ, để tránh gây thêm tội phạm tiếp tục từ địa phương đến trung ương. Nếu không sửa sai văn bản bản án kể trên thì nhà nước Việt Nam đã công khai vi phạm trầm trọng Điều 5 và Điều 6 Hiến pháp Việt Nam và sự ký kết Công ước Quốc tế số 18. Sửa sai văn bản đã nhầm lẫn mà gây tổn thương nhân dân là cần thiết, không chậm trễ, là thiện chí và quyền hạn có được, là văn hóa của nền văn hiến Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đến nhân dân. Mọi sự khen ngợi hay tri ân của các cán bộ nhà nước sau này đối với Cao Đài gốc 1926 chúng tôi vẫn không thay thế được. Văn bản chỉnh sửa cái sai đó là sự chính đáng mà quý bạn từ cơ sở đến các cấp trung ương cần thể hiện cho một nhà nước trước nhân dân và toàn cầu. Dạ vâng, để mà chúng ta tiết kiệm thời gian đấy, tôi đề nghị là cứ ban tổ chức, cứ việc ban kỹ thuật, cứ việc mở cái mic ra cho những quý vị mà có ý kiến đó, họ có thể phát biểu trực tiếp thay vì phải đánh máy. Vâng, xin quý vị cứ tiếp tục giơ tay, chúng tôi sẽ mở mic ra theo lời yêu cầu. Và trong chương trình không biết là thầy Thích Vĩnh Phước còn ở đây hay không. Trong khi chờ đợi thì xin mời ông Nguyễn Thanh Sơn ạ. Vâng, xin mời ông Nguyễn Thanh Sơn. Và nếu ông Nguyễn Thanh Sơn chưa sẵn sàng thì có một người khác tên là Mỹ Lương. Vâng, xin mời ạ. Tôi là Dương Xuân Lương à. À vâng, xin mời anh Dương Xuân Lương. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Cảm ơn quý vị trong ban tổ chức đã mở hội luận
chủ đề Đạo Cao Đài, thách đố và triển vọng để quốc tế hiểu rõ về Đạo Cao Đài hơn. Trong vấn đề chính yếu của người Đạo Cao Đài bây giờ đó, tôi nghĩ rằng mình phải biết mình và biết người, biết rằng quốc tế giúp cho mình được điều gì và mình phải làm được điều gì. Trong vấn đề bản án Cao Đài, trước đây nhà nước Việt Nam đã trả lời rất rõ ràng là sẽ không xét lại vấn đề đó. Mà trong tình thế của người Đạo Cao Đài bây giờ là chúng ta đã làm được một việc rất lớn, đó là giúp quốc tế hiểu được rằng Đạo Cao Đài 1926 và Chi Phái 97 là hai tổ chức tôn giáo khác nhau. Đó là một thành quả phi thường. Và chúng ta cũng đã bảo vệ được danh hiệu đạo, không cho Chi Phái chiếm độc quyền danh hiệu đó. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã có báo cáo viết rất rõ ràng Đạo Cao Đài và Chi Phái 97 là hai tổ chức tôn giáo khác nhau. Bây giờ chúng ta vận dụng ngay những thành quả có được đó để đi tới một bước tiến rất cần thiết. Đó là yêu cầu nhà nước Việt Nam phải thực hiện quyết định 124 tại điều số 2. Trong đó xác định quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh, tại Báo Ân Từ, vân vân. Thì cái điều đó chính chính phủ Việt Nam đã xác định. Bây giờ người Đạo Cao Đài có thể thỉnh cầu quốc tế tác động đến chính phủ Việt Nam để chính phủ Việt Nam phải tôn trọng văn bản pháp lý mà họ đã ký. Như vậy đó, quốc tế sẽ giúp chúng ta hữu hiệu hơn. Còn nếu mà chúng ta trở lại những vấn đề lịch sử đó, thì tôi e rằng quốc tế cũng không có thời gian để giúp chúng ta. Và khi chúng ta được làm chủ tại Tòa Thánh Tây Ninh, được có địa điểm sinh hoạt, thì mọi cái sau đó nó sẽ bị diễn tiến. Cho nên chúng ta phải chọn cái vấn đề gì là vấn đề gốc. Vấn đề gì mà khi quốc tế tác động được, chỉ cần một điểm đó thì chúng ta sẽ xoay sở ra hết tất cả những điểm khác. Chúng tôi chọn vấn đề ở đây là thỉnh cầu quốc tế, thỉnh cầu BBSOS tiếp tục giúp đỡ cho quốc tế hiểu được rằng quyết định 124 tại điều 2 đã xác định quyền hành đạo của người Đạo Cao Đài. Thì quốc tế tác động để chúng tôi được quyền hành đạo tại đó. Khi chúng tôi được quyền hành đạo tại đó, thì mọi vấn đề khác nó sẽ tuần tự được giải quyết. Xin thành thật cảm ơn ban tổ chức. Thành thật cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, quý đồng sự trong tổ chức BBSOS, là những ân nhân đã giúp cho người Đạo Cao Đài bảo vệ được danh hiệu của mình và mở ra một triển vọng lớn là được hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh, cũng như mở ra triển vọng đạo đời hòa nhập, là các thiền nhân quân tử, các tổ chức nhân quyền cũng chung vai sát cánh với các tổ chức tôn giáo để xây dựng một xã hội hòa bình, dân chủ, tự do trong bác ái và công bằng. Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôi xin dừng ý kiến của mình ở đây. À vâng, tức là ý kiến của ông Dương Xuân Lương là không cần thiết phải quay lui lại cái văn bản mà vẫn được mệnh danh một cách không chính xác là bản án Cao Đài. Có lẽ chỉ cần một cái bài phân tích rằng đó không phải là bản án, rằng đó không có tính cách chính danh, rằng này không phải là vấn đề Cao Đài mà chỉ là một số cá nhân là chức sắc Cao Đài. Thành ra nó hoàn toàn vô dụng và vô ý nghĩa đối với cái tình trạng hiện nay, cái hoàn cảnh hiện nay của đại đa số tín đồ Cao Đài, đúng không ạ? Và trong khi đó thì nó có những cái quyền lợi và bức thiết của người Cao Đài, người theo đạo Cao Đài, thì chúng ta cần phải đấu tranh bằng một cái phương cách khác sau khi một cái tuyên ngôn, một cái bài phân tích. Thì bây giờ là đòi cái quyền được sử dụng các cái cơ ngơi của đạo Cao Đài mà chiếu theo luật Việt Nam và luật quốc tế thì không thể, nhà nước không thể ngăn cản được. Vâng. Bây giờ xin mời quý vị nào có ý kiến nào khác về vấn đề này hoặc là về những vấn đề mà đã được trình bày bởi các diễn giả không ạ? Dạ, bây giờ có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là của ông Nguyễn Thanh Sơn.
là ông Sơn mong rằng quốc tế và Liên Hợp Quốc có tiếng nói với chính phủ Việt Nam đúng mức hơn để đạo Cao Đài được tự do tu hành đạo. Đây là một cái ý kiến và một câu hỏi từ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam rằng PPSOS có mời chi phái 1997 tham gia họp kỳ này không? Nếu không, quý vị có ý mời họ lần sau hay không? À vâng, xin cảm ơn cái lời kêu gọi của ông Thanh Sơn. Vấn đề quốc tế có quan tâm đến mình hay không đó là do chính mình và phần lớn bên Cao Đài đã đổ rất nhiều công sức để đào tạo người chuyên về viết báo cáo. Mỗi lần mà có bất kỳ một cái sự kiện gì mà xảy ra mà bị bức bách là lập tức có bản báo cáo ngay. Hồi nãy ông Dan Nado của Bộ Ngoại giao Mỹ có nêu lên là hồi tháng 9 vừa rồi thì đã có 3 trường hợp chức việc của bên và tín đồ Cao Đài đã bị gọi lên làm việc với công an. Thì họ biết ngay, làm sao mà họ biết được là vì bất kỳ ai mà bị bất kỳ cái sự nhiễu nhương nào là lập tức có bản báo cáo gửi cho Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ và các tòa đại sứ và nhiều cái cơ quan nhân quyền khác ở trên thế giới. Thành ra khi họ biết thì họ mới can thiệp được cho mình. Là cái điều đó rất là cái lời yêu cầu đó rất là chính xác, nhưng mà khởi đầu là phải chính người Cao Đài và những thành viên các tôn giáo khác mà bị bức hại đó là phải làm bản báo cáo. Anh Tiến, ông Nguyễn Đình Tiến rất tiếc là hình như là không có tham gia ngày hôm nay, là cái người mà giúp rất nhiều trong vấn đề mà soạn lại và dịch các cái tài liệu báo cáo và có thể cho một số thống kê. Bên Cao Đài có lẽ là đóng góp nhiều bản báo cáo nhất cho Liên Hợp Quốc về tình trạng tôn giáo ở Việt Nam bị bách hại như thế nào. Về cái câu hỏi là có mời chi phái 1997 hay không đó, thì hiện nay chưa mời. Cho tới khi nào mà họ ngưng cái vấn đề mà bách hại những tín đồ Cao Đài không cùng chung cái tổ chức tôn giáo của họ thì chúng tôi sẵn sàng mời thôi. Khi mà họ đi theo nhà nước, khi mà họ chấp nhận làm cái vai trò quốc doanh, họ tuân thủ theo những cái chỉ thị của Đảng Cộng sản, đó không phải là cái tội. Nó cũng nằm trong cái định nghĩa là về tự do tôn giáo hay niềm tin. Họ tin vào nhà nước, đó là quyền của họ. Chúng ta phải tôn trọng. Tuy nhiên, cái điều mà không thể chấp nhận được là họ lại đi bách hại những người thuộc một tôn giáo khác. Đó là đạo Cao Đài, còn họ là một chi phái. Ra sau đẻ muộn mà lại chiếm lĩnh cơ ngơi của một cái tôn giáo ra trước họ đến 3/4 thế kỷ thì cái điều đó không chấp nhận được. Nên chúng tôi không thể mời và hợp tác với những người mà vi phạm nhân quyền, chứ không phải vì họ là chi phái 1997. Nếu họ ngưng tất cả những cái hành vi vi phạm nhân quyền, chúng tôi sẵn sàng mở ra cái bàn tròn, tôi sẵn sàng mời họ, và quốc tế cũng sẵn sàng mời họ tham gia những cái hội nghị quốc tế hoặc hội nghị khu vực Đông Nam Á. Dạ vâng, xin xin cho biết những cái câu hỏi nào khác hoặc là những góp ý nào khác ạ. À, vậy kế tiếp là thầy Thích Thông Siêu có ý kiến. À vâng, xin mời thượng tọa Thích Thông Siêu. Mô Phật. Qua buổi hội luận từ đầu đến cuối thì thầy có cái góp ý cho đạo Cao Đài, vì thầy cũng có tham gia những cuộc họp của anh chị Cao Đài rất là nhiều, trong tính ra thời gian cũng là 2 năm. Nhưng xong có buổi hội luận hôm nay, thầy có hai cái điều góp ý rất là rõ ràng và thực tiễn theo ý của anh ta hồi nãy và các cái ý của hòa thượng. Giờ chúng ta mà đi theo quá khứ mà mò tìm quá khứ nữa thì rất tốn thời gian. Thứ nhất, rất tốn nhân sự, và thế giới nó cũng không biết ở đâu nó mò ra để nó theo mình, để nó ủng hộ mình. Đó là cái thứ nhất mình thất bại. Đó là có quả mù của Cộng sản Việt Nam đang cần chúng ta. Cái đó chúng ta sai lầm. Bây giờ chúng ta là cái thứ ý thứ hai và cái thực tiễn nhất để cho ban pháp lý hiện tại của BBSQS và thế giới nhìn nhận từ đây cho đến về sau, để người ta họ đi song hành với mình, họ nương với mình,
họ giúp mình thành lập lại và lấy lại những cái gì như ý của anh Thắng nói, thì chúng ta phải áp dụng cái luật của nhân quyền hiện tại mà Việt